Ya, London ya. Sana. Nah, tim mau panggil. Con chim cút. Con cá. Này con cá, à con chim à? Chim cút. Đây bạn Yến đang làm gì thế? Đang phụng vụ nhà chú á. Mẹ nó đang cắm lặng hoa gì thế? Cắm lặng lá để mừng để lá ha. Đây lá đây các bạn, mình coi thầy toàn.
Tại vì xe bít nó đi nó cứ dần cho nên mình bị say xe. Hồi trẻ đi được chứ giờ đi thôi. Giờ già quá ha. Già rồi.
Thank you.
Cắm xong cái bình này ha, để tượng Chúa Giêsu, những cái ngôi sao này là do cái thầy gấp chứ không phải Yến gấp. Rất là thật thà. Đây là con chim cút. Đây bình này 2 tầng ha. Sử dụng là lá thiết mộc lan nè, con này là lá dừa non nè, rồi sử dụng thủy trúc nè, và lá dừa, và uống kẽm.